Chào mừng các bạn đến với kênh Sức khỏe cho mọi người. Với thông điệp có sức khỏe là có tất cả, hãy cùng chúng tôi lan tỏa những kiến thức về sức khỏe tới cộng đồng bằng cách chia sẻ video này bạn nhé. Bên cạnh một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng cho bà bầu cũng góp phần vô cùng quan trọng để duy trì một thai kỳ khỏe mạnh. Các mẹ chắc chắn không còn cảm thấy xa lạ với lời khuyên khi mang thai. Các mẹ nên ăn đa dạng các loại thực phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những loại thực phẩm có lợi là những thực phẩm mẹ bầu tuyệt đối nên tránh hoặc hạn chế. Bà bầu có nên ăn khoai lang, có nên ăn dứa và mít không là thắc mắc thường được các mẹ bầu quan tâm hơn hết. Vậy mẹ bầu có nên ăn khoai lang không? Chứa rất nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi. Khoai lang là một siêu phẩm dinh dưỡng không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, đối với các mẹ bầu, ăn khoai lang có thực sự tốt không? Bà bầu ăn khoai lang như thế nào mới tận dụng hết được lợi ích? Khoai lang giàu chất xơ và nhiều dưỡng chất quan trọng khác như sắt, kẽm, magie, kali, natri, canxi, vitamin nhóm B, C. So với nhiều loại thực phẩm khác, giá trị dinh dưỡng của khoai lang đặc biệt vượt trội hơn hẳn. Chính vì vậy, bà bầu ăn khoai lang mỗi ngày là cách tuyệt vời để bổ sung dưỡng chất. Ngoài ra, khi ăn khoai lang, mẹ bầu còn tận dụng được những lợi ích thần kỳ như sau. Thứ nhất, phòng ngừa táo bón hiệu quả. Táo bón là triệu chứng khi mang thai gây khó chịu phiền toái rất nhiều cho các mẹ bầu trong suốt 9 tháng mang nặng. Khoai lang có một lượng lớn chất xơ, axit amin giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, nhờ vậy giúp nhuận tràng và ngừa táo bón hiệu quả. Thứ hai, khoai lang tăng sức đề kháng. Sức đề kháng suy giảm nên trong thời gian mang thai, mẹ bầu dễ mắc các bệnh liên quan đến sự thay đổi thời tiết khí hậu, nhất là cảm cúm. Cảm cúm khi mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Nhờ có lượng vitamin C dồi dào, bà bầu ăn khoai lang có thể giúp phòng ngừa hiệu quả chứng cảm cúm. Hơn nữa, sắt, vitamin D và nhiều dưỡng chất khác trong khoai lang cũng góp phần làm tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể của mẹ khỏi sự tấn công của vi khuẩn gây bệnh. Thứ ba, phòng ngừa bệnh tiểu đường. Tuy có vị ngọt tự nhiên, nhưng khoai lang vẫn là lựa chọn hoàn hảo cho các mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ. Bởi lượng đường trong khoai lang không chuyển hóa trực tiếp thành đường trong máu. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Mỹ, ăn một lượng khoai lang vừa phải còn có tác dụng phòng ngừa bệnh tiểu đường rất hiệu quả. Thứ tư, phòng ngừa ốm nghén. Vitamin B6 trong khoai lang vừa đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành tế bào máu, vừa có tác dụng ngăn ngừa ốm nghén một cách hiệu quả. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu cần bổ sung 1,9mg vitamin B6 mỗi ngày. Trung bình, một chén khoai lang nấu chín chứa tới 0,6mg vitamin B6, đáp ứng được 1/3 nhu cầu hàng ngày của mẹ bầu. Thứ năm, kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. Nhờ có hàm lượng chất xơ dồi dào, bà bầu ăn khoai lang sẽ cảm thấy no nhanh hơn, từ đó giúp hạn chế lượng đường thực phẩm nạp vào cơ thể, tránh tình trạng ăn quá nhiều. Và cuối cùng, bà bầu ăn khoai lang tốt cho trí não thai nhi. Ngoài trứng và thịt, khoai lang là một trong những thực phẩm có nguồn choline dồi dào. Choline đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển trí não của thai nhi, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ghi nhớ và học tập. Hơn nữa, tăng cường choline khi mang thai còn giúp giảm nguy cơ dị tật thai nhi. Một số lưu ý khi mẹ bầu ăn khoai lang. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mẹ, thì khi ăn khoai lang, các chị em cần đặc biệt lưu ý những điều sau. Thứ nhất, không nên ăn quá nhiều. Hàm lượng vitamin A có trong khoai lang khá cao. Nếu dư thừa vitamin A, có thể gây ra sảy thai, thai chết lưu, dị tật thai nhi. Để đảm bảo mẹ bầu chỉ nên ăn một lượng khoai lang vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Không nên ăn sống khoai lang.
màng tinh bột lớp ngoài của khoai lang sống khó tiêu hóa, dễ dẫn tới đầy hơi, khó chịu, ợ nóng và buồn nôn. Nên thay vì ăn khoai lang sống, mẹ bầu hãy ăn khoai lang chín, vì dưới tác động của nhiệt, lớp enzyme bên ngoài sẽ bị phá hủy, bảo vệ hệ tiêu hóa cho mẹ bầu an toàn. Không ăn khoai lang cùng dưa chua hay củ cải muối chua. Khoai lang chứa nhiều protein, nếu ăn cùng với đồ chua như dưa hay củ cải muối chua thì dễ dàng khiến cho dạ dày sản sinh axit gây khó chịu. Nên ăn khoai lang vào buổi trưa. Khoai lang nên ăn vào buổi trưa bởi sau khi ăn, canxi trong khoai lang có ánh nắng mặt trời thúc đẩy sự hấp thu canxi và sẽ không gây ảnh hưởng tới sự hấp thu canxi từ các loại thực phẩm khác khi ăn tối. Bà bầu có nên ăn dứa khi mang thai không? Dứa là loại trái cây được các chuyên gia khuyến cáo cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu không nên ăn. Vậy trong 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ bầu có thể ăn dứa không? Dứa, miền Nam hay còn gọi là trái thơm hay khóm, được trồng phổ biến ở rất nhiều nơi. Trong 100g trái dứa có chứa 91,5g nước, 6,5g glucid, 15g muối khoáng canxi, 17g phốt pho, 0,5mg sắt, 0,08mg vitamin B1, 40g beta-carotene. Ngoài ra, loại quả này rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan như pectin. Đặc biệt, dứa còn chứa bromelain, dưỡng chất có tác dụng chống viêm, chống đông máu, ngăn ngừa ung thư. Vậy bà bầu có nên ăn dứa khi mang thai không? Trong 3 tháng đầu thai kỳ, các bà bầu được khuyến cáo nên hạn chế ăn dứa. Nguyên nhân chính là do thành phần bromelain có trong loại quả này có nguy cơ gây ra các cơn co thắt tử cung làm sảy thai, gây ra các triệu chứng tiêu chảy, dị ứng ở bà bầu. Trên thực tế, theo các chuyên gia, lượng bromelain có trong quả dứa hoàn toàn không ảnh hưởng đến thai kỳ. Tuy nhiên, nếu mẹ ăn 7 đến 10 trái dứa cùng một thời điểm, dẫn tới nguy cơ co thắt tử cung. Ngược lại, ở 3 tháng cuối thai kỳ, dứa là một trong những loại trái cây nằm trong danh sách bà bầu nên ăn để nhanh chuyển dạ, vượt cạn thành công. Các vitamin và dưỡng chất trong trái dứa cung cấp cho mẹ bầu nhiều năng lượng, tăng sức đề kháng. Lúc này, bromelain sẽ giúp làm mềm khung xương chậu để ca sinh nở của mẹ diễn ra thuận lợi hơn. Do đó, từ tuần thai thứ 38 trở đi, bà bầu nên ăn dứa để hỗ trợ quá trình sinh nở. Chị em có thể ăn dứa tươi, uống nước ép dứa hoặc ăn các món ăn chế biến từ dứa như sườn heo sốt dứa, canh dứa mực, vịt om dứa để thay đổi khẩu vị. Lưu ý đối với bà bầu khi ăn dứa trong thai kỳ. Nếu ăn dứa vào 3 tháng cuối thai kỳ sẽ giúp bà bầu nhanh chuyển dạ. Tuy nhiên cần lưu ý, khi ăn dứa nên gọt bỏ hết mắt và lõi dứa để tránh nhiễm độc và hình thành những búi xơ trong thành ruột. Không nên ăn quá nhiều dứa, cơ thể bà bầu hấp thu quá nhiều vitamin C từ dứa có thể dẫn tới tình trạng tiêu chảy, buồn nôn, ợ nóng. Bà bầu không nên ăn hoặc uống nước ép dứa chưa chín vì có thể dẫn tới ngộ độc. Ăn quá nhiều dứa có thể gây rát lưỡi, nhiều trường hợp bị khó thở, dị ứng, phát ban. Để an toàn, chị em nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Bà bầu ăn mít có tốt không? Có một ngoại hình không bắt mắt, nhưng theo các chuyên gia, giá trị dinh dưỡng mà quả mít mang lại là vô cùng to lớn, nhất là đối với các mẹ bầu. Đây là một trong những loại trái cây tốt cho bà bầu vì có hàm lượng vitamin nhóm B khá cao, bao gồm vitamin B6, niacin, riboflavin và acid folic. Không dừng lại ở đó, bà bầu ăn mít còn mang lại nhiều lợi ích khác.
cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Vì thế đừng bỏ qua mít mẹ nhé. Lợi ích tuyệt vời của mít đối với phụ nữ mang thai như củng cố hệ miễn dịch, chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, ăn mít sẽ góp phần tăng cường bức tường miễn dịch, giúp cơ thể ngăn ngừa sự tấn công của các loại virus vi khuẩn gây bệnh. Đồng thời, đây cũng là một biện pháp ngọt ngào giúp tăng cường sức khỏe thai kỳ, bảo vệ mẹ bầu khỏi những căn bệnh thông thường. Thứ hai, tăng cường hoạt động tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ có trong mít có thể đáp ứng được 11% nhu cầu chất xơ hàng ngày của cơ thể, giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa bình thường của cơ thể. Ngoài ra, loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ màng nhầy bám ở ruột, ngăn ngừa viêm loét dạ dày và nguy cơ ung thư đại tràng. Mít rất tốt cho bà bầu cao huyết áp. Trung bình cứ 100g mít sẽ cung cấp khoảng 303mg kali, có tác dụng làm giảm mức huyết áp của cơ thể. Vì vậy, thường xuyên tiêu thụ mít là cách đơn giản giúp mẹ bầu duy trì mức huyết áp trong tầm kiểm soát, nhất là những mẹ có tiền sử cao huyết áp. Ngoài ra, mẹ bầu ăn mít cũng giúp ngăn ngừa bệnh tim, hạn chế nguy cơ đột quỵ. Bảo vệ mắt và da. Với hàm lượng vitamin A dồi dào, bà bầu ăn mít không chỉ giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt mà còn có tác dụng hỗ trợ quá trình phát triển tim, gan, phổi, thận, mắt, xương và hệ thần kinh trung ương của thai nhi. Ăn mít làm giảm nguy cơ rối loạn tuyến giáp. Sự gia tăng của hormone HCG trong thời gian mang thai sẽ làm ảnh hưởng đến lượng hormone tuyến giáp trong máu, làm tăng nguy cơ rối loạn tuyến giáp. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, rối loạn tuyến giáp có thể gây nguy hiểm cho cả bạn và bé yêu. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, thường xuyên ăn mít sẽ giúp duy trì những chức năng bình thường của tuyến giáp, giúp ngăn ngừa các vấn đề về tuyến giáp ở phụ nữ. Giúp xương chắc khỏe. Không chỉ giàu canxi, mít còn cung cấp cho cơ thể một lượng magie phong phú, giúp hỗ trợ việc hấp thu canxi của cơ thể. Vì vậy, nếu muốn bổ sung canxi và ngăn ngừa bệnh loãng xương khi lớn tuổi, chịu khó măm măm mít nhiều hơn mẹ bầu nhé. Ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, thường xuyên ăn mít có thể giúp mẹ bầu ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt, bởi mít cũng là một trong những nguồn cung cấp sắt dồi dào. Tuy nhiên, so với lượng sắt từ động vật, sắt từ thực vật ít và khó hấp thu hơn hẳn. Ăn mít giúp kiểm soát điều tiết hormone trong thai kỳ. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, mít có tác dụng giúp chị em kiểm soát điều tiết hormone trong thai kỳ. Nhờ dinh dưỡng trong mít, bà bầu có thể hạn chế mức độ căng thẳng trong thời gian mang thai và cho con bú. Hơn nữa, ăn mít cũng góp phần tăng cường chức năng miễn dịch và bảo vệ bà bầu khỏi những bệnh thông thường. Vậy bà bầu ăn mít như thế nào mới đúng? Ăn mít thường xuyên có tốt không? Từ trước tới nay, nhiều bà bầu sợ ăn mít, ăn xoài, ăn nhãn khi mang thai vì sợ nóng làm ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Theo ý kiến của các bác sĩ, điều này không hoàn toàn là đúng. Hầu hết những loại trái cây được gắn mác nóng trong người đều là những loại có hàm lượng đường cao, vì thế có thể gây cảm giác nóng sau khi ăn, nhất là đối với những mẹ bầu bị thừa cân béo phì hoặc bị tiểu đường thai kỳ. Mặc dù vậy, những loại quả này vẫn chứa một lượng chất xơ, vitamin và nhiều loại khoáng chất có lợi, nên trong chế độ dinh dưỡng của bà bầu, chị em có thể ăn một lượng vừa phải. Khoảng từ 80 đến 100 gram là vừa đủ để tận dụng những lợi ích trái cây mang lại, nhưng không hề gây tác hại cho cơ thể mẹ. Một số tác dụng phụ khi ăn mít. Tuy có nhiều lợi ích khi ăn trái mít, mẹ bầu cũng gặp một số tác dụng phụ không mong muốn như sau. Nếu ăn mít quá nhiều, có thể gây rối loạn tiêu hóa, đau hoặc khó chịu bụng do hàm lượng chất xơ quá nhiều. Mít làm thay đổi tỷ lệ glucose
cho những người mắc bệnh tiểu đường. Bởi vậy, nếu bạn bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh này thì không nên ăn mít khi mang thai. Nếu mẹ bầu bị thừa cân hoặc béo phì thì tốt nhất không nên ăn mít trong thời gian mang thai. Với những mẹ bầu bị dị ứng với mít hoặc bị rối loạn đông máu, không nên ăn mít vì có thể khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Với những kiến thức kênh Sức Khỏe Cho Mọi Người chia sẻ phía bên trên, chắc chắn các mẹ đã tự trả lời được câu hỏi bà bầu có nên ăn khoai lang, ăn dứa và mít không rồi chứ? Hãy tận dụng nguồn lợi ích từ các loại thực phẩm trên để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể mẹ bầu, tốt cho sức khỏe và sự phát triển của bé. Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh, vui vẻ để có một cuộc vượt cạn thành công. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và chia sẻ nó cho nhiều người cùng biết. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.